Chúc quý vị một ngày thật thú vị và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị. Và sau đây là phần tin chi tiết. Danh ca Ý Lan, sự thật sau 3 cuộc hôn nhân và việc bị chê hát điệu, làm lố trên sân khấu. Quý vị thân mến, Ý Lan được biết đến là một danh ca lớn, người con xuất sắc của huyền thoại Thái Thanh. Cô có một sự nghiệp đồ sộ, trải dài ở nhiều mảng âm nhạc khác nhau, từ dân ca tới tân nhạc và nhạc ngoại. Tiếng hát của Ý Lan vô cùng điêu luyện và kỹ thuật, chứa đựng nhiều cảm xúc. Vậy nhưng, trong nhiều năm gần đây, cô bị đa số khán giả đánh giá là hát quá điệu. Họ cho rằng Ý Lan hát và biểu diễn điệu quá mức, chân tới giả tạo, làm lố và màu mè trên sân khấu. Một số người lại nhận định Ý Lan cố tình bắt chước mẹ Thái Thanh, nhưng không làm tới nên thành ra điệu chảy nước. Vậy Ý Lan có thực sự hát điệu và bắt chước Thái Thanh hay không? Đó là một phong cách riêng độc đáo. Trên thực tế, điệu là phong cách tâm hồn và cá tính, âm nhạc và bản ngã riêng, làm nên thương hiệu dấu riêng của Ý Lan trong nền nhạc âm nhạc Việt Nam suốt 50 năm qua. Rất nhiều ca sĩ hát điệu, nhưng để làm nên cả một cái tính nghệ sĩ, phong cách riêng có như Ý Lan là xưa nay hiếm. Cái điệu này không phải là sự giả tạo và cố tình tỏ ra màu mè để làm lố. Nó xuất phát từ chính phong nền văn hóa, con người và bản ngã sâu thẳm bên trong Ý Lan, hình thành từ thuở ấu thơ. Ý Lan là con gái trưởng của Thái Thanh nên từ nhỏ đã được mẹ bao bọc, nhất mực yêu thương. Cô kể, nói là sống 23 năm tại Việt Nam, nhưng hồi đó tôi lại hay bị nhốt ở trong nhà. Mẹ tôi là danh ca Thái Thanh và bố tôi cũng là người làm nghệ thuật nên không có thời gian để đưa tôi đi những nơi khác ngoài Sài Gòn. Chỉ nhốt trong nhà, tôi chỉ sống tại Sài Gòn. Vì quá yêu con nên từ nhỏ mẹ Thái Thanh đã giữ chặt tôi ở bên cạnh, không cho tôi chơi với bạn bè ở bên ngoài giờ học nên dần cũng quen. Cả đời tôi chỉ biết trên ghế nhà trường, chứ không có bạn thân để đi chơi hay tâm tình. Không những vậy, Thái Thanh còn rèn giũa Ý Lan rất nghiêm khắc. Theo đúng về lối truyền thống, bà muốn hướng con gái của mình tới chuẩn mực của người phụ nữ Hà Thành xưa, với đủ công dung ngôn hành, cùng sự nhẹ nhàng, nít na thùy mị. Bởi vậy, Ý Lan có phong nền văn hóa rất sâu sắc. Bố mẹ tôi là nghệ sĩ, nhưng rất ngăn nắp trong cuộc sống. Mẹ từng hỏi tôi, giọng Hà Nội đâu? Tôi đáp, con đi học, thành thử con phải nói giọng Nam để không bị khác biệt. Rồi mẹ cũng thông cảm, nhưng mẹ vẫn nhắc, ở trong trường có nói giọng Nam, nhưng về nhà là phải giữ giọng Hà Nội để không mất gốc. Giọng của ông bà quý lắm, sau này con lớn lên, con sẽ hiểu những gì mẹ nói. Chính sự bao bọc và giáo dục kỹ lưỡng, nghiêm khắc của Thái Thanh đã tạo nên một Ý Lan mềm mại, yểu điệu thục nữ, nhẹ nhàng, đúng chất phụ nữ Hà Thành xưa. Ai tiếp xúc chứng kiến Ý Lan trên sân khấu sẽ thấy cô có một cốt cách rất đoan trang và quý phái. Đến từ từng cử chỉ, lời nói, chỉ cần nhìn Ý Lan mỉm cười cũng đủ thấy chất sang toát ra từ cô. Ý Lan nói chuẩn giọng Hà Nội xưa và lúc nào cũng tự tốn điềm đạm, ngữ điệu bay bổng, nói mà như nhã thơ. Nhiều người không quen cho rằng Ý Lan giả tạo và diễn nhiều, nhưng đó lại là một con người thật của cô được mẹ Thái Thanh dạy dỗ mà thành. Bước xuống sân khấu, Ý Lan vẫn giữ cho mình nề nếp ấy trong cách giao tiếp và ứng xử với người thân bạn bè. Trong âm nhạc, Ý Lan càng phát huy cốt cách của mình, tạo nên một trường phái cầu kỳ, hoa mỹ riêng có. Cô tôn sùng cái đẹp, trân trọng tiếng Việt và chú trọng chi tiết. Bởi vậy, Ý Lan hát rất nắng nót và uốn lượn, rõ từng nguyên âm, đuôi và trăng đầu câu, hát bằng nhiều luyến lấy. Nếu ca khúc là một tấm vải, thì Ý Lan chính là người nghệ nhân, khéo tay luôn dành hết tâm huyết để thêu lên những đường chỉ họa tiết tinh xảo. Hơn nữa, tâm lý học nữ giới đã chỉ ra rằng bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng mang theo phẩm chất giới tính của mình vào hoạt động nghệ thuật, nhưng không phải ai cũng biết cách thể hiện nó một cách tốt nhất. Ý Lan là một trong những số ít nghệ sĩ nữ biết phát huy phẩm chất giới tính của mình vào nghệ thuật, dùng nó để phát triển lối hát điệu đà và độc đáo,
đúng như lời nhạc sĩ Minh Châu từng nói. Ca sĩ Y Lan có giọng hát rất đặc biệt. Với lối hát dân gian lạ lơi, luyến láy ngọt ngào, sự dịu dàng nữ tính ở các vóc dáng lẫn giọng hát đã giúp chị tạo nên những hiệu ứng đặc sắc trên sân khấu. Thái Thanh luôn bao bọc và bảo vệ Y Lan trong vòng tay của mình, hạn chế việc con gái tiếp xúc ngoài xã hội sớm. Điều này đã tạo nên một Y Lan đầy ngây thơ hồn nhiên cả trong đời sống lẫn nghệ thuật. Y Lan đem sự hồn nhiên, ngây thơ của mình lên sân khấu để được tung tăng ca hát, chơi đùa với âm nhạc trong sự hoan hỷ, căng tràn sức sống. Cô hát như một đứa trẻ tuổi thơ 13 tuổi, chữ dùng của Phạm Duy, chính cô từng nói. Người ta thường bảo, nghệ sĩ mà sống thật thì khó qua đi, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy khó. Vì thật là thật, tại sao mình lại phải diễn với cuộc đời này? Mình chỉ cần sống thật với mình, với những gì đời sống này đến. Trời cho tôi sự hồn nhiên, rất tự nhiên. Tôi chưa bao giờ để mất đi điều đó, vì tôi biết đó là điều đáng quý, không thể đánh mất. Nhưng khán giả chỉ thấy Y Lan tung tăng nói cười trên sân khấu. Nào đâu ai biết, cũng có lúc tôi khóc những giọt nước mắt rất mặn. Như vậy, có thể thấy, cái điều của Y Lan lại chính là cái thật. Xuất phát từ sự ngây thơ, hồn nhiên trong tâm hồn của cô. Đồng thời, đó cũng là nét tích cực của cô, học được từ mẹ Thái Thanh. Dù cuộc đời có trắc trở, nhiều đau khổ đến thế nào, Y Lan vẫn hát trên sân khấu với sự điệu đà hân hoan vui vẻ, không bị lụy sầu não, đem đến cho người nghe một nguồn hứng khởi đầy tươi mới. Cũng chính vì sống thật nên Y Lan rất bản năng, thường chạy theo tiếng gọi của con tim, cảm xúc. 59 tuổi, Y Lan vì say mê với tình yêu sét đánh của tuổi học trò mà xin mẹ lấy chồng. Đó là một tình yêu say đắm mơ mộng của thuở ban đầu. Cô nói, tôi yêu rất sớm khi mới 17 tuổi. Ngày đó tôi yêu say mê mạnh liệt đến mức không cần biết cuộc tình sẽ đi đến đâu. Nhưng 10 năm trôi qua, những áp lực, cuộc sống, con cái, mưu sinh đè nặng trên đôi vai đã khiến người phụ nữ bản lĩnh ấy chọn cách ly hôn để giải thoát cho mình. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Y Lan đến với Tuấn Cường, con trai của nữ minh tinh Kiều Trinh. Họ cùng nhau xây dựng hạnh phúc lứa đôi mặn nồng, nhưng 8 năm sau cũng đừng ai nấy đi. Tới năm 2003, Y Lan lại tiếp tục đi bước nữa với danh ca Lê Anh Tuấn và chung sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Việc trải qua 3 đời chồng khiến Y Lan đôi khi bị chịu tiếng oan là thiếu đoan trang. Cần nhìn nhận một cách bao dung để thấy rằng đó là bản năng của người phụ nữ luôn muốn kiếm tìm hạnh phúc và cơ hội để sống vì nghệ thuật. Nếu như Y Lan không tìm cách để giải thoát cho mình trong những cuộc hôn nhân bế tắc và tìm đến một hạnh phúc mới, cô sẽ khó lòng tận lụy cống hiến cho âm nhạc được như bây giờ.